Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 14 tháng 11. Và các bạn có biết hôm nay là ngày gì không? Đúng rồi, hôm nay là ngày Việt Nam đã thắng UAE 1-0. Và như đã hứa là mình sẽ làm một cái video về giải nghĩa các từ chửi bậy trong tiếng Anh. Nhưng mà mình thấy là để mà làm một cái video như thế là mất rất là nhiều thời gian. Nên là bây giờ mình sẽ làm một cái demo nhỏ nhỏ cho các bạn và giải thích luôn là tại sao khi mà học tiếng Anh các bạn phải quên hoàn toàn bảng chữ cái và dấu trong tiếng Việt. Hãy cùng mình đi và xem. Ok, chúng ta có hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên đó là từ zillion này. Và trường hợp thứ hai là câu was как зовут. Cho những bạn không biết, zillion có nghĩa là xanh lá cây và was как зовут đó chính là bạn tên là gì. Và bây giờ mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn tại sao nếu mà các bạn đọc hai cái trường hợp này mà nếu mà các bạn nhầm dấu và nhầm chữ của tiếng Nga sang tiếng Việt thì các bạn sẽ được một trường hợp rất là hy hữu. Tất nhiên là đối với người Việt, người Nga họ vẫn hiểu. Riêng cái từ này, nếu mà các bạn thêm dấu sắc ở đây và dấu huyền ở đây thì các bạn sẽ được dí lồn này. Thật là rất là tục tĩu. Và đến trường hợp thứ hai, nếu mà các bạn nhầm chữ C này từ tiếng Nga sang tiếng Việt thì các bạn sẽ được là vác, chứ không phải là vác. Vác các gia vụ hết.